Xin chào mọi người. Thì hôm nay em lại đi lấy hàng nữa nha. Hôm nay thì hàng cũng về được một ít thôi chứ không nhiều lắm. Thì nói chung là tận dụng được những ngày nào mà Sài Gòn nó nới giãn cách cho đi được thì đi, chứ biết đâu tuần sau nó khóa lại, cái đó mình không biết trước được. Để kiếm hàng để bán thôi. Nay về được ít quạt Nidec 24V DC 0.37A. Này là quạt 12 nha. 12 cm vuông, một cây, hai cây, ba cây, bốn cây. Cái này cũng Nidec 12 nữa, nhưng mà loại này nó mỏng hơn chút, 0.16A thôi, chưa vệ sinh, về mới bài ra. Trong đây hai con, đây hai con là bốn con. Này là tháo máy ra, nó còn nằm trong cái ụ vậy luôn, chưa có tháo ra. Rồi, lại tiếp tục thêm một ít quạt Nidec về nữa. Quạt sò Nidec với quạt tản nhiệt 4x4, hàng như mới không nha. Lô này về nó đẹp quá, vệ sinh cái nó sạch sẽ luôn. Rồi với lại một ít bộ giảm tốc. Anh xem motor này là của Niska, made in China nhưng mà tháo trong máy Nhật nha. Thì chất lượng nó cũng tốt hơn những nằm trong máy Trung Quốc. Đây, Nhật nó không có lấy hàng bậy bạ về lắp vô máy nữa đâu, ảnh hưởng lắm. Bộ lọc nguồn, lọc nhiễu. Về được ít con 10W, 10W không chổi than, 10W Nidec không chổi than. Mấy con này anh em mình chế quạt B3, này trục 6 mm, chế quạt cánh B3, ngon lành luôn nha. Rồi có một món này mà thấy nhiều anh em cũng, kể cả mình cũng chắc cũng có nhu cầu nhiều. Bạc đạn. Bạc 608 ý 1680. À trên này nó để 1680 nha. Đây, bạc đạn 1680 của NMB Singapore. Đây là hàng tháo máy nha. Về chắc khoảng ngàn con à. Thì cái này là về em chưa vệ sinh, chưa có test lại. Thì khi mà bán ra em sẽ test từng con một nha, không rơ không kêu đó, để cho anh em về mình thay vào những cái con motor như 21W rồi đó, nó được chạy êm chút, chứ em không phải bán xô đó. Em sẽ tuyển từng con một và em bán, giá là 10.000 một con nha anh em. Rồi, cảm ơn anh em nha. Mình sẽ để cái link Shopee đó, để cho anh em có gì thì vào shop mình. Xin chào mọi người. Thì hôm nay mình về được một vài loại giảm tốc 12V nhé. Thì mình sẽ làm clip test cho mọi người xem nha. Thì những cái giảm tốc này thì mình có thể về chế độ đặc biệt, như là mình chế lò nướng, quay gà, quay vịt rồi nha. Như cái bộ trước mặt mình có thể là chế trưng bày sản phẩm cho nó quay vòng vòng hay là gì đó. Nếu mà cái motor này mà cấp 24V mà tháo ra khỏi cái bộ này thì chạy 6.400 vòng một phút nha. Còn bộ giảm tốc này thì nó sẽ chậm lại. Tiếp theo là một vài bộ giảm tốc mình test tiếp nha. Gì vậy? Cho tạm chú, cho thường chú trước. Cái gì?